xe bị cẩu lên mái nhà vì đổ chắn lối đi. Do tài xế đổ xe chắn lối đi, một công ty quản lý khu chung cư ở Trung Quốc đã quyết định dạy cho người này một bài học bằng cách cẩu xe lên mái nhà. Ngày 23 tháng 8 đưa tin, hôm 22 tháng 8, một nữ tài xế lái xe rời khu chung cư ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, thì bị bảo vệ chặn lại để đòi tiền phí đổ xe. Sau người phụ nữ này không chịu trả tiền và sau một hồi tranh cãi, cô bỏ đi để mặc chiếc xe màu trắng đổ ngay bên ngoài một chốt bảo vệ. Chiếc xe làm choáng lối đi khiến nhiều tài xế không lái xe vào khu chung cư được. Sau khoảng 2 giờ, công ty quản lý khu chung cư đã quyết định thuê một chiếc xe cần cẩu đến để di dời chiếc xe. Tuy nhiên, thay vì chỉ cần dịch chuyển chiếc xe ra khỏi lối đi, công ty quản lý khu chung cư đã yêu cầu người điều khiển xe cần cẩu nhấc chiếc xe lên đặt trên mái nhà của chốt bảo vệ. Khi quay lại, nữ tài xế tá hỏa khi thấy chiếc xe của mình nằm trên mái nhà, cô đã yêu cầu đưa xe xuống nhưng công ty quản lý khu chung cư không chịu. Cuối cùng, nữ tài xế và người đại diện của công ty quản lý chung cư đã phải lên đồn cảnh sát gần đó để giải quyết tranh chấp. Sau khi được hòa giải, công ty quản lý khu chung cư mới gọi xe cẩu đến đưa chiếc xe xuống đất. Tuy nhiên, không rõ nữ tài xế này có chấp thuận thanh toán phí đổ xe và phí thuê xe cẩu hay không.